Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của Eduario. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về chiếc Earfun Air Pro 4. Đây là mẫu tai nghe mới nhất và cũng là cao cấp nhất của Earfun. Như các bạn đã biết thì sau mỗi năm Earfun lại nâng cấp một lần. Và sau 4 năm thì chúng ta có chiếc Air Pro 4 với một cái mức giá không đổi nhưng có rất nhiều những cái công nghệ tiên tiến đã được tích hợp ở trong cặp tai nghe mới này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm cặp tai nghe này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái con chip mới QC3091. Đây là con chip mới của Qualcomm, nó cho phép hỗ trợ aptX lossless cũng như là Bluetooth 5.4. Đồng thời nó cũng hỗ trợ LE Audio và công nghệ AuraCast. Tí nữa thì mình sẽ nói rõ hơn về cái công nghệ AuraCast này nhá. Tiếp đó thì chiếc tai nghe này đã được nâng cấp lên chất lượng âm thanh Hi-Res Audio. Khả năng chống ồn của nó đã được nâng cấp lên đến 50 dB thay vì là 43 dB như là cái phiên bản Air Pro 3. Cái khả năng đàm thoại cũng đã được nâng cấp nhờ vào cái thuật toán AI. Air Pro 4 vẫn có thể kết nối với hai thiết bị cùng một lúc. Thời gian nghe nhạc của nó là 11 giờ và cộng thêm 41 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc. Có nghĩa là tổng thời gian nghe nhạc của nó lên đến tận 52 giờ, vẫn có sạc nhanh và sạc không dây. Khả năng chống nước của nó vẫn là IPX5. Một điểm nữa đó là có thể tự động dừng chạy nhạc khi chúng ta đeo vào hoặc bỏ tai nghe ra. Và nó đã hỗ trợ Google Flap Air các bạn nhá. Đó, rất là nhiều những cái tính năng đã được Earfun nâng cấp cho chiếc Air Pro 4 này. Và đây là cái hộp đựng của chiếc Earfun Air Pro 4. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp luôn cho các bạn xem. Bên trong hộp đựng của nó thì chúng ta sẽ thấy chiếc tai nghe này. Đây là chiếc tai nghe. Giờ thì mình sẽ cùng nhau đi khám phá những cái phụ kiện ở bên trong cặp tai nghe nhá. Chúng ta sẽ có một loạt những cái bộ mút 1, 2, 3, 4, 5. Tổng thể chúng ta sẽ có 5 cái bộ mút đi kèm. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng vẫn có cái cáp sạc, một đầu USB và một đầu USB Type-C. Tiếp đó thì chúng ta sẽ có một cái bộ sách hướng dẫn sử dụng. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với chiếc Earfun Air Pro 4 luôn nhá. Đây là cái hộp đựng của chiếc Earfun Air Pro 4. Các bạn có thể thấy ngoài cái nâng cấp rất là sâu về cái công nghệ cũng như cấu hình thì cái hộp đựng của chiếc Earfun Air Pro 4 đã được Earfun làm lại. Với cái thiết kế nó vuông vức và nó hình khối rõ ràng hơn so với ở trên chiếc Air Pro 3. Chúng ta có một hộp đựng hình chữ nhật được làm hoàn toàn bằng nhựa và cái phần lớp sơn của nó là cái phần lớp sơn mịn và nó vẫn có thể bám vân tay nhẹ. Về cái cảm giác cầm nắm và cái trọng lượng của nó thì khi mình cầm lên tay thì mình cảm giác cầm rất là thích. Với cái kích thước và cái trọng lượng như này thì chúng ta hoàn toàn thoải mái để bỏ vào trong túi quần. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Đây là phía bên trong của cái hộp đựng. Chúng ta vẫn có một cái nút reset này, có cái ký hiệu led right để phân biệt trái phải này. Có một cái sự khác biệt nữa đó là ở phía bên trong cái hộp đựng chúng ta sẽ có hai cái đèn led. Thì cái đèn led này nó cũng giúp cho chúng ta biết được cái trạng thái của cái tai nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cặp tai nghe. Đây, trên tay mình là cái cặp Earfun Air Pro 4. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy là Air Pro 3 và Air Pro 4 không có nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy là cái phần facelift nó đã được làm nhỏ hơn. Chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó khỏe khoắn và nó hiện đại hơn so với cái thiết kế hơi béo béo ở trên chiếc Air Pro 3. Khi các bạn cầm thì các bạn cũng đỡ bị cấn tay và thoải mái hơn. Còn về cái phần housing bên trong thì nó vẫn không có sự thay đổi nhiều so với chiếc Air Pro 3. Tuy nhiên ở trên chiếc Air Pro 4 này chúng ta đã có thêm một cái cảm biến tiệm cận để giúp cho chiếc tai nghe này có thể tự động dừng chạy nhạc khi mà chúng ta đeo lên hoặc tháo ra. Cái phần ống dẫn âm được làm hình tròn rất là nhỏ giúp cho khi mà đeo vào trong tai thì nó mang đến cái cảm giác đeo thoải mái hơn rất là nhiều so với những chiếc tai nghe mà có cái phần ống dẫn âm to. Đó là tổng thể về cái thiết kế của chiếc Air Pro 4. Bây giờ thì mình sẽ đeo cái cặp tai nghe này lên để cho chúng ta cùng trải nghiệm cái cảm giác đeo nhá. Đây, rất dễ dàng để đeo vào. Và khi đeo vào thì ngay lập tức tính năng chống ồn của nó kích hoạt luôn. Và các bạn sẽ thấy được là cái không gian xung quanh của chúng ta trở nên tĩnh lặng, rất là yên tĩnh.
Khi mà so sánh với cái khả năng chống ồn của chiếc Air Pro 3 thì Air Pro 4 này tốt hơn hẳn luôn. Nó loại bỏ đi được nhiều hơn hẳn những cái tiếng ồn từ môi trường, nó mang đến cái không gian tĩnh lặng hơn rất là nhiều. Cái tiếng người nói cũng như là cái tiếng còi xe nó được giảm đi khá là rõ ràng. Và khi mà các bạn bật chế độ chống gió thì các bạn sẽ không còn nghe thấy tiếng gió, kể cả khi các bạn đi xe máy ở tốc độ cao cũng không hề nghe thấy tiếng gió rít vào trong tai nữa. Còn về cái phần microphone cũng như là cái độ trễ thì mình sẽ có một cái đoạn test. Thông qua cái đoạn test đấy thì các bạn sẽ thấy được cái chất lượng mic cũng như là cái độ trễ của cặp tai nghe này tốt đến như nào nhá. Alo alo, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang test microphone của chiếc Earfun Air Pro 4 và hiện thì mình đang ở trong phòng kín. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài mặt đường Lê Thanh Nghị để xem khi đi ra ngoài mặt đường, khi chúng ta tham gia giao thông nơi có rất nhiều xe cộ đi qua thì cái chất lượng microphone của nó không tốt hơn nhá. Rồi, bây giờ mình đã bắt đầu đi ra ngoài mặt đường rồi. Các bạn sẽ thấy khi đi ra ngoài mặt đường, khi chúng ta tham gia giao thông, khi có rất nhiều xe cộ đi qua thì cái chất lượng mic của nó còn tốt hay không. Thì đây là cái chất lượng mic của chiếc Earphone Air Pro 4. Còn về cái app thì chúng ta sẽ có một cái app Earfun ở trên điện thoại. Khi mà cài vào thì các bạn có thể kết nối để có thể hiệu chỉnh lại rất là nhiều những cái tính năng ở trên này. Trên cái app đấy thì các bạn sẽ thấy thông báo về cái thời lượng pin của tai nghe và cái hộp sạc này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đổi được tên tai nghe này. Nó cho phép chúng ta chuyển đổi các chế độ normal không chống ồn, chế độ xuyên âm và chế độ chống ồn này. Riêng ở cái chế độ chống ồn chủ động thì chúng ta có một loạt cái phương án chống ồn khác nhau. Ở đây thì có cái chế độ chống ồn mạnh nhất này và hai chế độ chống ồn bằng AI này. Với cái chế độ chống ồn bằng AI này thì nó tự động đưa ra cái mức chống ồn tùy thuộc vào cái môi trường xung quanh cũng như tùy thuộc vào cái cách chúng ta đeo tai nghe. Ví dụ như là ở cái môi trường nó yên tĩnh thì cái chống ồn nó sẽ nhỏ thôi, nó sẽ ít tác dụng thôi. Còn khi mà chúng ta ra ngoài đường ở cái nơi rất là ồn ào thì cái khả năng chống ồn nó sẽ cao lên. Đây, với cái chế độ chống gió thì nếu như các bạn đi xe máy hoặc đi xe đạp thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ chống gió này, nó sẽ loại bỏ đi được hầu hết cái tiếng gió, nên là chúng ta sẽ không còn lo ngại về cái việc tiếng gió có thể tác động đến cái khả năng nghe nhạc của chúng ta. Tiếp theo thì vẫn có cái chế độ gaming mode, khi bật lên thì cái độ trễ của nó sẽ là dưới 50 Hz. Thì với cái độ trễ rất là thấp đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi game hoặc xem phim một cách thoải mái mà không lo cái độ trễ luôn nhá. Thêm một cái nữa đó là chế độ tự động dừng chạy nhạc khi chúng ta đeo vào hoặc bỏ tai nghe ra, thì các bạn có thể bật tắt cái chế độ này luôn. Còn về equalizer thì chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh lại equalizer theo cái sở thích của chúng ta ở đây. Thêm nữa thì ở trên cái Air Pro 4 này nó đã có một cái mic sound profile. Nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh cái chất lượng âm thanh theo thính lực của từng cá nhân một. Sau khi test xong cái thính lực thì cái phần mềm nó sẽ tạo ra một cái bộ equalizer giúp tối ưu được với cái thính lực của mỗi người. Ví dụ như thính lực của bạn kém hơn một chút về cái dải trầm thì nó sẽ kích cái phần trầm lên cho chúng ta nghe rõ hơn. Còn nếu như thính lực của bạn rất là nhạy cảm với cái phần chép thì nó sẽ làm giảm bớt cái phần chép đi một chút để cho bạn không bị khó chịu. Rất là hay luôn, nó sẽ giúp cho cái âm thanh khi mà các bạn nghe ở trên chiếc earphone nó sẽ rõ ràng và nó chi tiết hơn khá là nhiều. Thì các bạn có thể thử ở đây nhá. Tất nhiên nó vẫn có tùy chỉnh lại các phím bấm theo cái sở thích của chúng ta này. Và dưới này thì nó có chế độ kết nối với hai thiết bị cùng lúc. Đây, nó cho phép chúng ta kết nối với hai thiết bị cùng lúc luôn. Còn dưới này thì nó có cái kết nối âm thanh chất lượng cao này. Đây, chúng ta có thể bật chế độ LDAC hoặc chế độ aptX lốt led ở đây. Nó tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Cái phần microphone của nó cũng rất là hay, chúng ta có thể tùy chọn là automatic hay là chọn bên trái bên phải khi sử dụng. Một trong những cái rất là hay đấy là cái LE Audio. Với cái chế độ LE Audio này, nó cho phép chúng ta có thể bật cái chế độ Aura Card này. Đây là một trong những cái ứng dụng rất là hữu ích của cái công nghệ LE Audio. Với cái Aura Card này là một cái công nghệ mà được mọi người đánh giá nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng những thiết bị, những chiếc tai nghe Bluetooth trong tương lai. Với cái công nghệ này, nó sẽ giúp cho
một thiết bị fan như cái điện thoại hoặc cái laptop có thể kết nối không giới hạn với những chiếc tai nghe. Chúng ta có thể kết nối một cái điện thoại với rất nhiều những cặp tai nghe có lời audio. Và cái hay hơn của cái LE Audio này đó là cái chất lượng âm thanh ngang với chất lượng đĩa CD. Đây là một cái tính năng rất là hay và nó đã được áp dụng ngay ở trên chiếc AirPods 4 này luôn. Đó thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nâng cấp phần mềm, reset lại tai nghe. Rất là nhiều những cái tính năng hữu ích ở trên chiếc AirPods 4 này. Thì các bạn có thể cài cái app vào để chúng ta có thể sử dụng được nhiều tính năng hơn nữa, cũng như là tùy chỉnh được nhiều thứ để tối ưu hóa chiếc tai nghe theo cái sở thích của chúng ta nhá. Còn về chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này thì nó đã được nâng cấp lên chất lượng âm thanh Hi-Res Audio và nó cũng đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng cao của Qualcomm, đó là Snapdragon Sound. Khi mà nghe thực tế thì ngay lập tức mình nhận ra là chiếc tai nghe này cho mình một cái độ chi tiết, cái độ sống động và cái độ rộng lớn của cái âm trường tốt hơn hẳn so với ở trên chiếc AirPods 3. Tất nhiên, chiếc tai nghe này vẫn giữ cái màu âm của earphone, đó là một cái chất âm hơi ve sép nhẹ, nhưng ở trên cặp tai nghe cao cấp nhất thì nó vẫn giữ được cái độ cân bằng và cái sự đồng đều ở cả ba dải âm. Chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe có một cái âm bass rất là mạnh mẽ, rất là bùng nổ nhưng được kiểm soát rất là tốt. Cái sub bass của nó rất là mạnh và xuống rất là tốt. Cái mid bass của nó không bị lấn vào cái dải trung nên là khi mà nghe thì chúng ta sẽ cảm thấy cái âm thanh của nó không bị mệt mỏi. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một cái dải mid nó tươi mới, trẻ trung và khá là thanh nên là nó có thể chơi tạp rất là tốt, đặc biệt nó rất là phù hợp với cái dòng nhạc trẻ, dòng nhạc hiện đại. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có một cái dải chép vừa đủ với cái độ thoáng và cái độ leng keng, không hề cảm thấy bị thiếu thốn nhưng cũng không hề cảm thấy bị chói gắt và thừa thãi khi nghe ở trên chiếc AirPods 4 này. Tóm lại thì đây là một cặp tai nghe được earphone trau chuốt và hoàn thiện rất là tốt. Mình đánh giá rất là cao về những cái tính năng và cái độ hữu dụng của cặp tai nghe này. Nếu như các bạn cần một cặp tai nghe có chống ồn tốt, có một cái âm thanh chơi tạp tốt và có một cái mic đàm thoại tốt thì earphone AirPods 4 là một trong những cái lựa chọn mà chúng ta không thể bỏ qua trong cái thời điểm này. Còn bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.